Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà 5x18, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, nằm gần chợ Bình Chánh và gần nhà thờ Bình Chánh luôn. Và đây là view của căn nhà này. Căn nhà của chúng ta thuộc hướng Chánh Đông nên các chị. Đây là mặt trước của căn nhà. Dân cư xung quanh đã ở rất là đông đúc rồi. Căn nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 1 cây, cách nhà thờ Bình Chánh cũng khoảng 1 cây các anh chị. Căn nhà này nằm ở một cái hẻm thông, hẻm xe hơi. Đó các anh chị thấy cái xe hơi đậu ngoài kia không? Đường này là đường thông luôn và xe hơi ra vào vô tư luôn. Dân cư thì rất là đông đúc và rất là thân thiện luôn các chị nha. Nhà của chúng ta có thể lùi xe hơi vào sân luôn các chị. Đây là được cái đường vô này. Căn nhà của chúng ta là căn thứ hai trong dãy nhà phố này. Đây là một căn có diện tích là ngang 5x18, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và hướng chính đông, một cái hướng rất là đẹp luôn mấy chị. Buổi sáng mặt trời chiếu vào nhà rất là tốt về phong thủy và cũng rất là mát vào buổi chiều luôn. Sân trước nhà của chúng ta là 3m mấy chị. Nhà này thì chúng ta có thể để xe hơi trong nhà luôn mấy chị. Đây sân của chúng ta là 3m luôn. Ở đằng trước có một cái bồn rửa tay khá là thuận tiện khi chúng ta đi về. Đặc biệt là những cái mùa dịch bệnh thì chúng ta có thể rửa tay bằng xà phòng. Đây là không gian của phòng khách. Phòng khách của chúng ta có chiều dài là khoảng 3m. Chiều rộng của căn nhà này là 5m các chị nha. 5x18. Căn nhà này rất là gần nhà thờ. Các anh chị có thể đi ra nhà thờ chỉ khoảng mất khoảng 2 phút. Đi bằng xe máy thì mất 2 phút, còn đi bộ thì mất khoảng 10 phút các anh chị. Ở đây thì chúng ta cũng ra chợ Bình Chánh cũng khá là gần và đầy đủ các tiện ích như là Bách Hóa Xanh, trường học, ủy ban cũng khá là gần ở đây. Đặc biệt căn nhà này có một cái phòng ngủ ở dưới luôn đấy chị nha, dành cho những người lớn tuổi. Đây là cái phòng ngủ dưới ngang 3 dài 3 và có toilet trong phòng luôn. Những người lớn tuổi khá là thích cái nhà này bởi vì nó có một cái phòng ở dưới đất, đồng thời thì có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn, rất là thuận tiện. Nhà vệ sinh này nằm ở dưới chân cầu thang này, khá là thiết kế khá là tốt, không bị chiếm mất diện tích. Cửa phòng làm bằng gỗ các chị ha. Căn nhà này 5x18, hướng đông, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ. Đặc biệt có phòng ngủ bên dưới và có nhà vệ sinh bên trong luôn, rất là thích hợp cho người lớn tuổi. Căn nhà của chúng ta có giá là 2,2 tỷ các chị nha, có hỗ trợ vay ngân hàng 50%. Chỗ này mình có thể là để máy giặt này, có sẵn ống luôn. Đây là không gian của nhà bếp. Ở đây thì bên em sẽ thiết kế một cái tủ bếp trên cho các anh chị nữa. Đằng sau của chúng ta thì có một cái sân sau giếng trời khá là thông thoáng. Bên tay phải còn có thêm một nhà vệ sinh ở tầng trệt nữa. Khi mà khách tới nhà mình có thể sử dụng cái nhà vệ sinh này. Giếng trời này thông suốt từ dưới lên trên và có một cái quạt thông gió này. Và ở trên thì lợp vi kính, chúng ta có thể đón ánh nắng chiếu xuống nhà, khá là thuận tiện như chúng ta phơi đồ cũng như là làm cho căn nhà của chúng ta sáng hơn. Đây là nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt. Có khách tới nhà chơi thì cũng khá là thuận tiện. Nhà của chúng ta có sổ hồng riêng ấy chị nha, hỗ trợ vay ngân hàng. Và căn này là giá là 2,2 tỷ, 5x18, diện tích ngang 5x18, hướng là hướng đông. Hàng xóm rất là thân thiện và dân cư ở rất là đông đúc gần nhà thờ, chợ Bình Chánh. Đi lại khá là thuận tiện, xe hơi thì có thể tới nhà lùi vô nhà luôn. Các anh chị có một căn nhà này và thêm một chiếc xe hơi 4 chỗ nữa thì đi đâu cũng rất là thuận tiện. Mình có thể để xe hơi trong sân nhà. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình có thể đăng ký kênh để mình theo dõi thêm những cái bất động sản sắp tới. Bên em có những cái sản phẩm khoảng 300 mấy cũng có ha, và 1 tỷ, 2 tỷ.
3-4 tỷ thì chúng ta có thể mua ở trong khu đô thị 5 sao, nhà hoặc đất đều có luôn. Cầu thang này thì tay vịn là bằng gỗ, bậc thang là bằng những đá hoa cương màu đen khá là đẹp này. Đó. Đây là không gian của tầng 1. Trên đây có một cái bức tranh ngay chỗ cầu thang bước lên, cũng khá là đẹp đúng không ạ? Có sẵn internet cho các anh chị luôn. Đây là cái phòng ngủ ở đằng trước, cầu thang ở chính giữa. Nhà đã có sổ hồng riêng và cách chợ Bình Chánh khoảng tầm 1 cây số, cũng như là đi vào đường bờ nhà thờ, ngay nhà thờ Bình Chánh luôn. Anh chị nào có đạo thì khá là thuận tiện nha. Nhà thờ Bình Chánh là khá là lớn, ngay chợ Bình Chánh, và đầy đủ các dịch vụ từ ăn uống tới điện máy đều có ở đây, trường học cũng khá là gần. Đó là phòng ngủ thứ nhất ở trên tầng 1. Đây là phòng ngủ thứ hai, và chúng ta có nhà vệ sinh ở bên ngoài dùng cho hai cái phòng ở đằng trước. Bên tay trái thì chúng ta có một cái phòng ngủ này có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đây, phòng ngủ này thì có một cái cửa sổ hướng ra giếng trời đằng sau trần la phong. Đây, nhà vệ sinh này cũng ở trong phòng luôn. Căn nhà này chúng ta có hai phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh ở bên dưới tầng trệt thì có một cái phòng ngủ dành cho người lớn tuổi, cũng có nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Và đây là một cái phòng ngủ thứ hai có nhà vệ sinh bên trong. Đây là nhìn ra giếng trời đằng sau ha. Căn này là có diện tích là ngang 5x18 hướng đông, nằm sát nhà thờ Bình Chánh luôn. Hẻm là hẻm xe hơi, đi ra vào vô tư luôn, và sổ hồng riêng đã có sẵn, có hỗ trợ vay ngân hàng luôn cái gì nha. Cái chỉ có khoảng 1 tỷ thì mình có thể mua và vay thêm căn này để mua này. Và đây là cái phòng ngủ lớn này, chúng ta có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ hoặc cái phòng vui chơi. Đặc biệt ở đây thì cái phòng này đi ra ngoài ban công, ban công của chúng ta có chiều rộng là 3 mét, chiều ngang của cái ban công này là 5 mét, tổng cộng chỗ này là 15 mét, và chúng ta có thể trồng rất nhiều cây cối ở đây, như là mình có thể thiết kế một cái nơi để chúng ta có thể tập thể dục. Căn này đã có sổ hồng riêng ha, gần chợ Bình Chánh này, gần nhà thờ Bình Chánh, gần các tiện ích như là Bách Hóa Xanh, chợ Bình Chánh, Ủy ban Nhân dân Bình Chánh, gần nhà thờ, hẻm xe hơi thông luôn, dân cư rất là đông và trí thức, rất là hòa thuận với nhau. Và giá của căn nhà này là 2,2 tỷ, giá đầy đủ luôn. Nếu các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ. Đây là chợ Bình Chánh các anh chị. Chúng ta đi từ Sài Gòn xuống thì chúng ta sẽ gặp chợ Bình Chánh bên tay trái nha. Bên tay trái là chợ Bình Chánh, đường quốc lộ 1. Đó, đây là chợ Bình Chánh, một cái chợ rất là lớn. Và nhà của mình cách đây chỉ có khoảng 1 cây thôi. Và chúng ta sẽ đi qua chợ Bình Chánh một chút, chúng ta sẽ thấy được cái ngân hàng ACB. Và ngay đèn xanh đèn đỏ, chúng ta quẹo trái là đường Đinh Đức Thiện. Quẹo trái và đường Đinh Đức Thiện đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ở ngay chỗ này là Trịnh Duy Khuê. Ở đây thì chúng ta không đi thẳng mà chúng ta sẽ quẹo phải nha. Quẹo phải sẽ xuống cái nhà thờ, thì ngay nhà thờ đó mình vô nhà khoảng tầm 600m nữa là tới. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại ha, và được đi xem trực tiếp luôn. Giá cả là đã rất là rõ ràng luôn. Kênh của mình là nói giá rõ ràng luôn. Một số kênh thì nói giá nhà rất rẻ, ví dụ 100 triệu sở hữu nhà năm 20. Tuy nhiên 100 triệu đó chỉ là 100 triệu đặt cọc thôi các anh chị nha. Còn nhà thì làm sao năm 20 có 100 triệu, hãy chị cho em mua vài căn tặng cho các anh chị luôn nha. Đó là những cái thông tin ảo mà người ta muốn câu mình để người ta cho mình đi xem, mất thời gian của đôi bên ha. 100 triệu thì không thể mua được, 300 triệu cũng không mua được căn nhà năm 20 các anh chị nha. Các anh chị đừng tin vào những thông tin ảo như vậy. Và căn nhà của em vừa giới thiệu là căn năm 20, xin lỗi, căn 618 ha, 2,2 tỷ.
Và nếu các anh chị thấy kênh này hữu ích, hãy đăng ký cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.